Cửa hàng Trồng Sen xin mến chào quý đại gia đình ạ. Chúc quý đại gia đình dồi dào sức khỏe, các bác nông dân được mùa bội thu. Các anh thì làm ăn phát tài phát lộc nha. Sen cảm ơn đại gia đình đã đăng ký kênh và ủng hộ cửa hàng suốt thời gian qua nha. Và hôm nay Sen nhập về được một con Kubota E1250. Con này thì thuộc cái dạng hiếm. Đó, mà con máy con này thì nó cực đẹp. Đẹp quá nên Sen vừa cắt bọc ra. Đó, là Sen quay cho cả nhà xem liền. Đây. Ha, chưa chùi rửa, chưa vệ sinh, chưa đụng chạm gì hết. Bụi còn đóng nè. Đó. Nhưng mà cả nhà thấy được cái độ bóng của nó nè. Đó. Còn đóng bụi như thế này thì mấy anh đừng hỏi em là có ghim hay lô gì ha. Và mấy anh tự biết. Đây. Tay quay nhập về Sen chưa đụng vô luôn nè nha. Sen chưa quay luôn á. Đó, đây còn bụi đóng nè. Chi tiết luôn ha. Ốc còn vàng khè luôn. Chưa vệ sinh, chưa đụng gì hết, vừa cắt ra quá trời đẹp, quay cho cả nhà mình tham khảo. Ai thích con Kubota E1250 này liên hệ số điện thoại trên màn hình, gặp trực tiếp Sen, chốt ngay con máy này ha. Con này thì không chê chỗ nào nữa, chỉ việc là lấy tiền và ghim em nó vậy thôi. Đây, cực đẹp, gọi là quá đẹp luôn nè. Cái độ ghim của nó là độ bóng ghim của nó nè ha. Còn bụi luôn á, chưa có chùi rửa, chưa có đụng luôn mà, chưa quay nổ luôn mà. Đây, đây có cái mã số nằm ở đây nè ha. Đây ráo đèn nè. Đó, quá trời đẹp luôn. Đây, cái này là bụi nha mấy anh nè, bụi nó đóng nè chứ không phải là nó sét đâu nha. Đó, bụi đóng, dầu nè, xem cho cả nhà xem. Đây là dầu nè, đây là ly dầu nè, hết quá. Đi dầu này hết quá. Cái này phải cái dít. Dầu thì Sen chưa quấy, nhưng mà dầu này thì cả nhà thấy cái dầu zin của nó vẫn còn nè nha. Đó, cái lượt dầu của nó nè. Lượt dầu nó còn trắng tư luôn. Nó con này giống như mà đem vô nó chạy gu đai vậy đó. Rồi mấy anh Nhật đem chạy gu đai rồi đem về cho Nhật, cho đem về cho Việt Nam mình xài. Đó, Nhật là nó chỉ chạy qua đây thôi. Nước nhiệt, để Sen cho cả nhà xem nước nhiệt. Tay cầm, một tay cầm một tay dặn nên hơi lắc, mong cả nhà thông cảm nghe. Hội nước nhiệt này cả nhà. Đây, ồ xanh vờn luôn ha, quá đẹp. Này thì chỉ việc là nó quá đẹp thôi chứ không còn nói gì hết ha. Sen chưa có vệ sinh nha, Sen xin nhắc lại, còn bụi đóng luôn nha. Thẳng bên Nhật về nha. Dây đèn, dây đuốc gì của nó nè. Đó, quá đẹp nha. Đây, cái này là cái gì? Cái e gió hoặc là cái lọc gió. Mở ra. Đó, Sen mời cả nhà xem chi tiết với Sen nha. Này thì Sen cũng lần đầu tiên Sen mở thôi. Ôi ôi đây. Ôi ôi nè, thấy hình của Sen luôn. Trời ở trong này cả nhà. Quá mới luôn, không? Nè, lật trên nè. Ôi ôi mới. Thôi, để nhẹ lại nha, chút xíu nữa Sen sẽ gài lại. Để đó mình quay sau nha. Đây. Ốc nè, nè, bô nè. Ốc bô còn đen mung hết nè ha. Vàng khè hết nè, bô đen nè. Quá đẹp cho con này. Đầu bò nè, khờ nè, đẹp chưa. Đầu nắp xe lá người ta nè, quá mới ha. Rồi bây giờ Sen sẽ bật đèn led lên thằng mà mình soi qua mấy bên hông. Đây cả nhà ơi, nè ốc còn vàng khè luôn nè, ốc còn vàng khè luôn ha. Đây, vàng khè hết. Cánh gió trong nè. Đó, cho cả nhà xem. Đó, bu ly của nó luôn nha cả nhà. Cái này là nó không có bu ly nha. Này là nó về rồi, đặng mình gắn bu ly vô, mình muốn bắt cái gì mình bắt ha. Ồ, cái con này mà Sen suy nghĩ gắn lên cái dàn phát điện nè ha. Gắn lên dàn phát điện, bơm nước ha. Hồ nó đã, nó chạy sướng luôn á. Quá trời, con này mới, cực mới luôn, siêu vip. Đây, ốc đèn khè hết. Đây,
ha. Bánh chén là gần như là chưa có vết gì nè, đậu bóng này cả nhà ha, đậu bóng nè, tem keo vẫn còn nha, cho cả nhà xem nè, tem keo vẫn còn nè ha, tem mà nó có một miếng nhựa bên ngoài vẫn còn nha. Đó nè, cả nhà thấy được cái đậu bóng đó nè, thấy không? Đó, nguyên ghim về chưa có vệ sinh gì hết, quá đẹp. Còn chần chờ gì nữa, hãy like cho Sang một like. Đó, siêu tầm con máy này về xứng đáng đồng tiền. Đây bô nè, thường thường máy dầu chạy nhiều cái chỗ này sẽ đóng cái bô nè, cho nhà thấy bô chưa đóng khói luôn nha, không xúc bô gì hết nha, về nguyên ghim chưa có vệ sinh gì hết đó. Đó, anh nào mà cần nhập nguyên con nguyên bản từ Nhật về đó thì quất con này, liên hệ số điện thoại trên màn hình, gặp trực tiếp Sang chốt ngay con máy này ha. Rồi bây giờ Sang sẽ đọc thông số kỹ thuật nó cho cả nhà mình xem nè. Như cả nhà mình thấy trên màn hình, 1250, tua là 2780 tua. Tua này là gần như là nó xém xém và gần bằng với một con máy xăng cốt thẳng nha cả nhà. Rồi ha, ngựa là 12,5 ngựa, nó là cho tải là 2600 tua đó. Nếu mà chạy thường á, là 2780 tua, xuống tải là còn lại 2600 tua. Ồ, khủng chưa, tua quá lẹ. Tua này mà mấy anh mà chạy vỏ ha, ồ nó giọt một cái cực giọt luôn. Mấy anh mà con này mà mấy anh so với máy mới thì thôi em xin lỗi em thua ha, tại vì em là máy cũ nên mấy anh so máy mới thì thôi em thua đó. Nhưng mà cái độ chắc thì mấy anh cũng chưa chắc gì bằng em đâu đó. Mấy anh khỏi so sánh rồi, ừ sao mà giá đồ này kia xém xém với máy mới hay là bằng máy mới gì, thôi mấy anh khỏi so đó, em thua tại vì máy em máy cũ đó. Tại vì của em thì nó sản xuất tại Nhật, nguyên con tại Nhật, còn hàng của mấy anh thì em không biết đó, nên mấy anh khỏi so sánh như hàng mới rồi này kia mất công. Đây ha, nội nhìn cái ly dầu thôi cũng đã ghiền ốc nè, đó nè, chưa đụng chạm gì hết, ốc đồ bò nè. Đó, quá trời con này đẹp. Rồi vậy bây giờ Sang xin phép đại gia đình mình, Sang sẽ rửa con máy này và quay nổ cho đại gia đình mình nghe nha. Rồi mời đại gia đình mình xem con máy khi mà Sang đã vệ sinh xong con nó đẹp như thế nào nha. Và liên hệ số điện thoại trên màn hình, gặp trực tiếp Sang để chốt con máy này. Rồi bây giờ Sang sẽ tiến hành rửa con máy này nha. Đây nha cả nhà, Sang vừa vệ sinh. Vệ sinh đồng nghĩa với Sang đã rửa, mới chỉ có rửa sơ qua một nước nhẹ thôi nha cả nhà, rửa nước lạnh với xà bông thôi. Đó. Rồi con máy này cả nhà thấy nè. Thiệt chưa? Thiếu cái thùng thôi nha cả nhà. Đây. Đó. Nè, ốc ác rồi cũng vẫn nguyên zin vàng nha, chưa động đậy gì hết. Chỉ là rửa cho nó sạch bụi thôi, chứ không làm gì hết nè. Đó, lỗ bóng ban đầu nè cả nhà thấy không? Đó, zin 100%, nhập thẳng bên Nhật về nha. Xách tay về. Đó. Quá trời mới luôn cả nhà ơi. Đó. Coi con này cũng ghiền nữa cả nhà. Đây ha, quá mới luôn. Đó. Ôi nhức nách. Quá đẹp, quá đẹp. Thiếu cái thùng thôi, con này chỉ thiếu cái thùng thôi chứ không thiếu gì hết. Đây, ốc nè. Ôi ơi dưới nè cả nhà. Đó. Nè, chân này là chân zin của người ta luôn nha, dạng ốc, chưa có tháo gì hết nè. Đây cái màu nền nè với cái màu ốc chân ốc nè, cho cả nhà xem đây ha, chưa có tháo luôn. Đây đó, còn nguyên cái nền của nó nguyên con như vậy luôn. Con máy này gần như là ở bển là đem chạy gô đai xong rồi về cho Việt Nam xài đó. Quá chi là mới con này đó. Con này thì mấy anh mà máy mới thì thôi em xin thua ha, mấy anh cứ so với mấy con máy Thái giờ thì thôi em thua nha. Đó, kiếm được một con máy made in da băng nguyên zin nó như gì thì hơi bị khó à nha mấy anh. Đó, mấy anh đừng có so với mấy con mà cu ta mới bây giờ ha, con cu ta mới giờ không có cửa với con này đâu. Đây đó nè,
quá đẹp, hoàn hảo. Đó, con này mà đem về mà đem lên vàng cạc ha, hoặc là chạy giỏ ha, trời ơi nó sướng, bơm nước đủ tiền luôn. Thôi sang quay, thôi bây giờ sang sẽ quay máy nổ cho đại gia đình mình cùng nghe và thưởng thức con máy, tiếng máy con máy này ha. Rồi giờ sang sẽ quay nổ đây nha cả nhà, sang vừa quay máy nổ nha, đây là tiếng máy Ganti à, cả nhà có nghe rõ không ạ? Rất là ấm nha, đó Ganti mà điểm từ tiếng luôn á cả nhà. Trời ơi nó đã quá đã. Đây nè, không giặt luôn nha. Đó, con này đem phát điện thì quá ok, xứng tầm con máy này. Đây, máy đang chạy Ganti mà không có giặt bọng gì hết trơn, quá ngon. Rồi giờ xem tắt máy nha. Nẹt ca lớn cho cả nhà mình nghe chơi nha. Rồi tắt, quá chi là đẹp. Đây đi dầu zin của người ta nè nha. Đó, con này ở ngoài thực tế cả nhà coi nó mới đã, ngoài thực tế coi đẹp hơn ở trong hình rất là nhiều đó. Rồi vì ai thích con Kubota E1250 này thì liên hệ số điện thoại trên màn hình, gặp trực tiếp sang chốt ngay con máy này về sử dụng hoặc là trưng bày nó. Con này để trưng bày thì quá ngon ha, quá đẹp, hàng hiếm hệ đẹp VIP. Đó, thôi video sang đến đây đã kết thúc. Ai chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh, sang sẽ cố gắng tìm những con máy đẹp nhất gửi đến đại gia đình mình ha. Đó, rồi bye bye, hẹn gặp lại đại gia đình trong video kế tiếp. Bye bye.